hai cây dãy này này là cái kiếm mặt trong nhé, hai cây dãy này này để nó gác ngang này kiếm mặt trong đây. À, cái này thì khi mà lắp thì tốt nhất là anh chị em dùng gần hai người nhé, hỗ trợ. À, đây bạn bên kia đây. Đầu tiên nhá, hai cái này trước. Xuyên qua. Đấy. À, để mà dễ dàng cho vấn đề của mình xe ấy, thì anh chị em đây cái bánh xe ấy, thì nó có một cái khóa, mình khóa này mình bóc vào xuống để mình vặn vào đây nó rất là dễ luôn này. Ok, tiếp tiếp này, thả ra một vài rem. Đấy, ok. Đấy, rồi ok, thử thương cho anh em xem. Mở mở khóa này. Cái xe nào anh chị em thấy là nó chưa cân đúng không? Chúng ta có thể là nhấc này ra, chúng ta xoay vài vòng đây. Đấy. Xoay vài vòng. Là nó sẽ tự cân bằng luôn thôi. Đấy, nó đặt vào. Rất là chắc chắn. Rồi bạn cứ lắp đi, tôi sẽ lấy giấy để cho cài thử cho anh em xem luôn. Đó. Mở khóa ra, trưng hàng ra ngoài này. Đấy, hết giờ làm việc này, ta cho vào đây nhá.